Ui, sao tự nhiên lạnh quá vậy nè? À, nhưng mà tối hôm qua cô có nghe thấy một giọng nói nào khác nữa hay không? Hôm qua tôi nghe thấy có giọng người đàn ông nào đó gọi tên tôi rồi kêu tôi né ra. Đúng 12 giờ đêm, tôi đã tung tin cảnh sát cha sẽ gặp tình báo ở đây. Lúc đó sẽ bắt đầu dây quanh con mồi. Họ có tới không? Họ sẽ tới. Ôi, là sóng của tôi. Nghe máy đi, anh mau nghe đi. Alo. Anh tìm hiểu xong về con ma ở đội đặc nhiệm chưa? Sao lại là ma gì chứ? Tôi vẫn chưa chết đâu nha. Tôi nghĩ là chắc anh ta vẫn chưa thành ma thật đâu. Xem ra là anh kết bạn với con ma đó rồi, đúng vậy không? Tới giờ thì vẫn chưa. Rốt cuộc anh đang làm gì vậy hả? Mang tiếng là cảnh sát đại hàn dân quốc mà lại đi cởi đồ ở giữa công viên rồi bị người dân báo cảnh sát là biến thái hả? Ôi trời ơi, gì vậy? Lại hả? Ủa, tưởng không đau gì vậy? Đó, anh ta bị làm sao? Lại có sao không? Anh là ma sao hay là người hả? Đây là loại thiết bị có thể đối thoại hả? Hả? Dấu nó đâu rồi? Hả? Bực thiệt. Cái người dấu nó đâu? Mà thèm nghe lén anh. Tôi là Gông Su Giang đây nè. Gông Su Giang cái gì chứ? Đừng có nhắc tới người đang ở trên giường bệnh. Trời ơi, coi kìa, coi kìa. Quay lại đi. Nhìn kìa. Sao vậy chứ? Biến thái sông Hàn. Ôi, cái trò điên khùng bị cô ấy bắt gặp rồi. Chuyện đó hay coi như là việc để bảo vệ an toàn cho cộng đồng đi ha. Nè, mà cô gọi tôi có việc gì vậy? À, giờ gặp nhau chút có được không? Bây giờ sao? Với danh nghĩa là một người suýt chết cùng với cảnh sát cha, tôi có quyền được nghe anh nói là đã điều tra về vụ án cái chết của cảnh sát chưa tới đâu. Anh mau hỏi coi sẽ gặp ở đâu. Tôi nghe là chuyện này hơi khó đó. Bây giờ thì tôi đang rất bận để bảo vệ an toàn cho người dân. Tình. Việc của anh ngay lúc này cũng nguy hiểm như việc anh cởi đồ hả? Tôi đang điều tra một việc cần sự can đảm không thua gì sáng nay vì bắt được người dứt rác bừa bãi. Tôi biết rồi. Đừng để bị thương đó nha. Một cảnh sát không giỏi chịu đau như anh sẽ là một tin đáng giá. Cô đang lo lắng hay là đe dọa tôi vậy? Lo lắng thì tôi từ chối. Còn nếu là đe dọa thì tôi sẽ tới bắt cô đó. Lần này anh lại đẩy tôi ra xa có đúng không? Tại sao chứ? Bộ anh sợ tôi cản trở công việc của anh hả? Vì em xin. Vì em xin. Gì? Cái gì vậy? Cái kiểu linh hồn thô lỗ bất lịch sự vừa chen vào cuộc gọi của người khác đâu rồi? Thiệt tình. Tôi ở đây nè. Kiểu người nói linh hồn thô lỗ bất lịch sự mới là người thô lỗ bất lịch sự. Ban nãy anh nói xạo dỗi quá. Chúng mà ta đâu cần phải khiến cho cô ấy cảm thấy lo lắng. Tôi hiểu rồi. Giá như lúc nãy sông của tôi cũng ở đây. Anh nghĩ là chúng ta qua mặt được họ không? Một phóng viên thì không thể hy sinh vì tin tức độc quyền sao? Nếu dám lừa tôi thì anh biết tay tôi. Nè mà cô, không nghe tim của tôi đập thình thịch hay sao hả chị An? Làm gì có đâu. Đúng rồi, diễn cho thật vô. Lần đầu tôi thấy một cô gái dũng cảm như vậy. Dũng cảm luôn. Một cách đầy ngu ngốc. Tuy dũng cảm là một cách ngu ngốc, nhưng mà rất xinh đẹp. Cô ấy rất xinh. Cảnh sát kỳ cựu tự sát vì bị phát hiện tham nhũng. Vì cảnh sát đó thật sự rất khác biệt so với ba của mình. Trời ơi, thiệt tình cũng gần nửa đêm rồi. Tên Đông Bang đó chắc không tới thật rồi. Giống như hôm đó cũng chỉ có hai ta. Mấy người là gì? Tôi là cảnh sát đang thi hành công vụ. Giờ mấy người đang động vào cảnh sát luôn đó. Tôi không nghĩ là bây giờ bọn họ sẽ để chúng ta đi dễ dàng đâu. Vậy anh định đánh nhau với họ sao? Anh có đánh nhau được không? Bruce, cho tôi mượn cơ thể anh một chút đi. Giống như hôm đó, chúng ta có thể không? Ôi trời ơi, tôi không được để cho bị thương mặt đâu đó nha. Nè, à phải rồi, giờ mình làm sao bị thương được? Vậy cả hai chúng ta cùng thử lần nữa.
đâu rồi đó. Trời ơi, cái gì vậy? Sao mà đông dữ vậy nè? Ôi, này, 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 này. Bên này nếu chỉ có hai chúng ta chắc là không được. Chờ tới khi tôi lấy lại được cơ thể, tôi sẽ cho mấy người thiếu uy tín đó biết tay. Alo, cảnh sát gia, em tới rồi đấy. Nhìn phía sau anh đi. Dù sao đi nữa em cũng là vợ văn phòng của cảnh sát gia mà. Thêm nữa em rất kính trọng anh đó. Thiệt tình, cứ nghĩ là cậu ta nói vô vợ thôi, ai ngờ tới thiệt luôn. Bọn họ là ai vậy hả? Thì em đã gọi họ tới đó. Họ người tập hợp đủ hết rồi đại ca. Ủa, anh kêu tới bắt bằng mô tô, có vẻ như chúng ta hơi thiếu người thì phải ha. Chúng ta phải dùng sức mạnh nếu thiếu người. Nhưng mà thật sự chỉ có mỗi chúng ta thôi sao? Đó không phải là đồng bang hả? Cảm ơn nha Dung Bang. Không phải vì cảnh sát cha nên tôi mới tới đâu. Được rồi, đủ người rồi. Tôi nghĩ lời nói họ thiếu uy tín nha. Nghĩ lại mấy người cảnh sát còn thiếu uy tín hơn bọn họ nữa. Đích đến là ở phía trên cầu Đăng San. Mọi người hãy chờ sẵn sàng, khi nào tôi ra hiệu thì chúng ta sẽ bắt đầu dùng chúng lại. Liệu vụ này sẽ thành công chứ? Nhất định phải vậy. Nhờ mọi người cả đấy nha. Yes sir. Diễn thôi. Nào, diễn thôi. Bắt đầu làm thôi. Làm nóng người chút nào ha. Nào, diễn thôi. Cảnh sát cha, em vừa nhận được cuộc gọi từ người môi giới điện thoại. Vị trí điện thoại của tên cầm đầu có báo là hắn đang ở đâu đó ở trong khu vực này. Chỉ cần bắt được hắn ta. Trung úy Cho Hong Jun qua đời trong một cái gác đêm. Chúng ta sẽ tìm ra được tên nào đã giết anh Han Jun. Hay lắm. Nếu như cậu ra tù, tôi sẽ giúp cậu có được một khởi đầu mới. Tôi sẽ giới thiệu một kẻ ngốc cho cậu. Dù sao thì cậu ta có vẻ cũng không khác cậu là bao. Người mà chú nói là cảnh sát sao? Đó, thấy chưa? Tôi biết mà, đó. Chú muốn tôi làm tay sai cho cảnh sát. Một kẻ chuyên lừa đảo và một cảnh sát. Trời, có khi sẽ là bạn tốt với nhau. Cái thằng này ăn nói kiểu gì vậy chứ? Triển thôi nào. Quá tuyệt, chúng ta vào bẫy rồi, con cá đã cắn câu. Giờ thì tới lượt chúng ta vây quanh con mồi chỗ nào. Thời cơ tới rồi. Alo. Đồng tắc à, tối nay vẫn chưa muộn chứ. Đội trưởng. Trời, đội trưởng, sao anh tới trễ dữ vậy? Phải như vậy thì mới kịch tính chứ, đúng không? Cảm ơn anh. Vậy tính ra cảnh sát không uy tín đó chứ. Tôi rút lại lời thiếu uy tín nha. Lần thứ hai. Giờ thì tôi sẽ chờ cậu ở vạch đích cùng với cảnh sát Lee và cảnh sát Park. Các cậu nhớ đưa con mồi tới rồi nghe chưa? Dạ rõ tôi chip. Đáp này chết chắc luôn rồi. Này, đêm hôm còn kéo bè kéo lũ tới làm cái gì chứ?
Nhớ lên. Chế taxi hả? Giết anh y như vậy. Mấy người cũng đã giết anh Han Chun hả? Sao? Là tôi đó. Chính tôi là người giết tên cảnh sát đó. Nói lại lần nữa coi. Lý Đông Sích, tại sao anh... Nói lại lần nữa coi, nói lại lần nữa đi. Cảnh sát cho Han Chun, chính tôi đã giết anh ta đó. Tại sao? Rốt cuộc tại sao?